Lại là sộp nữa à? Đâu đâu? Đây là con cá rô. Con rô với con sộp không phải cá cá. Thôi thả nó ra. Hứng ở cái mũ bảo hiểm trôi trôi đấy cho lắc lắc xem nào. Cá nào cứ hay dựa mà cái giống cá cò này mình biết rồi. Đâu? To lắm. Con gì con gì? To lắm, con cá cò to lắm. Ôi, khiến cả ông đặt lên đây xem nào. Cái làm tôi giật cả mình à, đâu đâu. Đâu xem nào. Ôi ôi. À ư nhỉ. Ui, hai ba con rồi. Ui để biết ngay mà. Đây 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 đây. Em ui ui. Lươn á? Ui nhỉ, các bạn này, lươn con này. Ê, lươn con này. Lươn con này có lấy không nhỉ? Cứ lấy về để thả vào cái thùng ấy kìa, thùng. Ui ui nó nhảy nó. Ê, nó nhảy ghê như này. Phi như điên luôn. Ôi nó lại được cái con cá sộp nữa này. Ôi, một sộp này. Một rô này. Đây đây, lại được con cá cờ nữa. Thế được hai con thì lại được hai con. Ấm không? Trời nắng này thì có ấm không? Thế con xuống đây nằm không? Xuống đây nằm. Xuống đây. Đây nằm cho ấm. Không được tranh của em. Để em nằm nhà, em nằm với anh nhà. Đây. Thích không? Bắt đầu rôm sẻ, bắt đầu cắn rồi đấy. Nằm đây. Hôm nay tắm nhá. Hôm nay tắm để cho cắt, anh cắt cho cái nông mõm đi cho nó sạch sẽ. Nhưng mà đây. Úi sổ, tràn trề hết rồi, tràn trề hết rồi. Tràn trề hết mất rồi. Mình phải máy thêm nước vào trong cái bể này này, bởi vì là nếu mà nước mà nó có cao ấy thì là nó sẽ ấm hơn, nó giữ được cho cái con cá mà hôm qua mình thả vào trong này nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đây, tiên nhân cái con trè nó sơn lên cái bể cá của mình đẹp như thế này đây. Nó hôm nay thì mai nó lại làm bẩn đâu vào đấy thôi mà. Không chịu đi lấy chồng, cứ bám quanh vòng quanh nhà ăn vạ anh Long. Ấy, đẹp nghe. Trời, đâu à? À, đi rồi. Hôm nay đi rồi. Còn mọi ngày mà cứ nghe thấy tiếng của mình á, ôi trời, cứ chạy vòng quanh. Ấy, mấy con cá này của mình này, nó bu vào đây, chuẩn bị ăn đây này. Ấy, đáng yêu chưa? Ấy trời, đẹp phết đấy. Theo như các bạn chăn cá thì nó có cần kinh nghiệm nhiều không nhỉ? Mình nghĩ là có đấy. Sau cái cuộc nói chuyện của hôm qua thì mình mới biết rằng là chăn cá beta này nó còn khó hơn cả cá cờ cơ luôn đấy các bạn. Nên là anh em ơi, người ta bảo là khó thì mới phải dùng đến thầy đúng không? Khó thì phải nhờ đến thầy. Nhiều khi cái khó thì làm mình càng thêm tò mò hơn. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Như ở cái video hôm qua thì mình có khoe với các bạn là mình có một lô cá beta rất chi là đẹp luôn. Và cũng rất nhiều các bạn cũng nói rằng là cái lô beta này của mình cũng khá khá. Thôi nói chung là dù đẹp hay như thế nào bây giờ thì mình cũng cho nó ăn. Đây tại sao mình nói là phải cần có ý kinh nghiệm các bạn ạ. Bởi vì là hôm qua là mình chưa dám cho nó ăn ngay đâu. Vì thứ nhất là khi nó về tới gia đình nhà mình ấy, đường xa là cá nó cũng mệt, cho nó ăn thì nó cũng không có ăn. Đấy, hôm nay mới bắt đầu ăn đây này các bạn này. Thì hôm nay mình cho. Nhưng mà hôm nay cũng không cho ăn nhiều đâu các bạn, chỉ cho một chút thôi, như này thôi. À, để làm sao? Để cho nó ăn cái giống cá beta này, nếu mà ăn no quá nó sình bụng lên ấy là cũng không tốt cho chúng nó đâu. Thế cho nên là mình bảo ngay rồi. Chăn cá nó cũng nhiều khi là cũng phải cần có những cái kỹ thuật đấy. Mà cái kỹ thuật thì nhiều khi là chúng ta được các bạn đóng góp cho này. Rồi thì nhiều khi là Long quay video lên thế như này thì cũng có nhiều khi là các bạn cũng học hỏi thêm được ở những cái bình luận ở trong kênh của mình ấy. Thì đó cũng là một cái điều rất chi là bổ ích. Thì qua đây thì cũng rất mong là nếu như bạn nào đam mê cá thì cũng có thể là biết nhiều về cá, có thể để lại cái phần trong phần bình luận trong video của Long Đen nhá. Rồi, ngon lành rồi. Nhưng mà hay hơn nữa là mình cho các bạn xem những con cá cờ. Không biết là các bạn nào đã xem video của mình từ đầu tới cuối chưa. Thế nhưng mà để cho các bạn xem đây này. Đây, nếu như mà mình nhìn quen mắt ấy các bạn, mình nhìn quen mắt mà mình cũng thấy được cái con cá cò của mình nó lớn hơn nhiều đấy. Không biết là các bạn có thấy không, nhưng mà cái ngày mình bắt về ấy, là nó chỉ nhỏ nhỏ như cái con này thôi, mấy cái con nhỏ nhỏ xíu xíu này thôi này. Thế mà bây giờ nó toàn bằng gần bằng ngón tay cái của mình rồi, còn đa phần là bằng ngón tay trỏ. Còn trước kia là mắt nó nhỏ xíu xíu này này. Đấy, thò tay vào đây cái nó thi nhau nó ra để nó đớp này. Rồi để mình cho nó ăn nhá. Vì cái giống cá cò này nó chỉ cần đủ ăn thôi là nó lớn nhanh kinh khủng lắm. Mà
trong mắt thường mà mình suốt ngày mình nhìn mà mình cũng cảm nhận được nó lớn như thế nào rồi nhé các bạn nhé. Đấy, cứ chỉ tay đây à, là chúng nó cứ theo ra rồi đây này. Ghê thật. Các bạn nhìn thấy không này nhé. Đấy, chuẩn bị bắt đầu lên bu tay rồi đây này. Đấy, xài rồi. Ghê chưa? À, thích lắm cái cảm giác này này. Mỗi một ngày là mình cho ăn tận xem nào, 3 viên. Các bạn biết không, 3 viên này thì nó ăn no lắm. Chơi cá cảnh này này, nếu như mà chúng ta muốn nó lớn thì phải cho ăn nhiều. Còn nếu mà muốn nước sạch ấy thì là cho ăn ít thôi, trông vậy thôi chứ nó vệ sinh ra nước nó cũng bẩn lắm đấy. Thế các bạn thấy không, bu tay thích không? Ghê chưa, ghê chưa. Nắm con nó ăn trượt, nó đớp trượt, nó rỉa thẳng vào tay mình luôn. Anh cũng rát tay phết đấy. Đấy, bây giờ nhìn như này các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng lớn hơn nhiều rồi đúng không? Chắc chắn là mình thấy là trong mắt thường của mình nhìn thấy suốt ngày mà đã thấy nó lớn như này rồi đây này. Thích lắm, thích lắm. Wow. Đấy, một viên đi tong luôn. Tiếp tục viên thứ hai. Đây, 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 không phải tranh nhau. Đây. Rồi. Cứ thoải mái đi. Bọn cá này từ giờ mình nuôi từ giờ đến Tết thôi, chắc là từ giờ đến Tết âm lịch đấy là to ngay. Hết viên thứ hai, nhanh không? Nãy để dưới đất à? Đúng là nó ngu thật chị nị. Vợ mình vừa mới lại dán cái chuồng chim các bạn. Về mùa này nó hanh khô ấy. Nó hanh khô là hay lứt hết những cái đường này ra ấy. Là phải dán keo vào, không là phí mất cái nòng luôn. Ở trong này em nhá. Ương phết đấy. Đây, hôm qua thằng em mình nó ở trên cái khu rừng vừa rồi ấy, mà mình lên chơi ấy. Nó mang vào cho mình khúc lũa này các bạn này. Wow, nhà đẹp chưa? Khúc lũa này thì... mà để ở dưới cái bể này thì nó đẹp tuyệt vời luôn. Nếu hoặc là để làm cảnh thì nó cũng khá là ok đấy. Thế nhưng mình để tạm ở đây đã. Hôm nay thì định tính là làm gì nhỉ? Chụp cái túi bóng lên trên này này. Thế nhưng mà may quá thời tiết nó lại để cho anh đã. Thời tiết nó cũng ấm ấm lên thì cũng không cần đâu. Để hôm nào mà nó rét rét ấy thì mình chùm cái túi bóng, túi ly lông lên đây này. Sau đục lên một lỗ. Kiểu như là làm đơn giản là nó không phát nhiệt. Nó cứ giữ được nhiệt là con cá nó luôn ấm. Rồi. À Hương ơi, có đi bắt cá cờ với anh không? Cá cờ ở ngoài cái thùng bèo mà em vẫn hay lấy bèo kia kìa. Ê. Thì tắm cho con vâu đã, sau rồi hai vợ chồng thử ra ngoài đấy xem có kiếm được con cá cờ nào không nha. Đấy, cứ nói lên cá cờ thích lắm. Chắc hẳn là thời gian vừa rồi các bạn xem video của Quế là các bạn cũng biết là ở cái thùng kia kìa. Kìa. Nó có cá cờ đúng không? Đấy, thì chốc mình mang cào. Đây như mình có sẵn cái cào đây mà vẫn thường hay lấy bèo đấy. Là mang cào ra để kiểm tra xem ngộ may chăng được con cá cờ nào không thì lại đem về. Thả vào cái bể đây cho nó đẹp đúng không nhỉ? Bọn này vẫn đang tranh cướp nhau. Trông này như nhiều phết đấy. Nó túm 5 túm 3 ở đây này. Uầy. anh chưa cắt nông mồm cho bao giờ, im. Ngoan. Ngoan anh im, ngoan anh cắt cho cái nông mồm cho sạch. Mồm sạch lắm cơ. Nhom nhom nhỏ nhỏ tí kệ cho em nhỉ. Miễn sao sạch là được đúng không? Biết rồi, biết rồi. Ngoan. Ngoan.
Mày mà chia tay cả anh cho mày mất mũi luôn đấy. Mày cấm cửa cửa anh cho mày mất mũi luôn đấy. Tí tuổi danh con mà dâu còn tốt hơn cả anh rồi. Thôi được rồi, nào tắm đi. Các bạn con này ở nhà ấy, là nó cũng được chủ cho đi kiểu như là cắt gội xà ba quen rồi, cho nên là mình cắt nó cũng không có sợ gì đâu. Đấy, màu cháo lòng rồi đây này. Cũng biết là đi về chị Vâu rồi. Lớn lắm rồi. Đâu, nên thế nào. À, cũng biết là vác xác về đấy nhỉ. Tôi vừa rửa xong đấy chị ạ. Tôi vừa rửa xong được cái bể đấy, chị cứ đứng ở đấy. Đấy cho nên là các bạn, đây. Vừa rửa xong đấy, nó lại ị ra ngay à. Đi đâu về? Ra đây để ăn. Úi, sâu quy để anh đại gia sâu quy rồi. Trời, xuống đây đi em ơi. Em ơi. Đã lật đâu rồi? Nhanh lắm, nhanh như sóc. Ơi, đã kia rồi, nhanh à, đã kia rồi. Xong thủng, chảo thủng, lăng trùng chẻo. Bắt giới đi đằng sau đó các bạn. Bắt giới vác cào đi đằng sau đấy. Còn trên tay mình là mang cái thủ thuật là mang những cái thứ này đi theo này. À, chả biết có được gì không, nhưng mà theo những cái tính toán của mình là những cái thứ này là có thể là triển khai được ngay mà. Ơ, đi về. Vô đã đi theo rồi đấy. Ui, phá đấy. Phá hết của tôi rồi. Bây giờ là như này nhá. À, lừa lừa cái rổ này xuống ở dưới, xuống lắc lắc ở dưới. Ví dụ cái giống cá cờ này nó hay, nó kiểu như là hay rúc, nó hay rúc ở trong bèo ấy. Thì là có con nào một cái là mình chỉ cần rung rung một cái là nhấc cái bèo ra là nó rơi ở trong rổ này này. Nhẹ thôi, không chúng nó sợ, chúng nó chạy hết đấy. Được chưa? Em ở phía dưới đón. À, có ủng, anh ở phía trên. Có cá phát là chúng ta phục kích luôn. Bởi vì hôm vừa rồi quế cào bèo lên ấy là mình thấy có nhiều cá cờ lắm. Béo lon á, hôm nào lấy lây luôn. Đó nhá. Đấy, rũ rũ nó ra này, có ai không là rơi hết ở dưới này. U na na, được cái con cá đầu tiên luôn, nhưng mà không phải là cá cờ các bạn ạ. Đây, đây chính là một con sộp này. Đây, thôi thả nó ra, bắt cá cờ cơ. Đâu, được con đầu tiên rồi á. Ừ nhỉ, được cả con sộp nữa này. Ấy, thế là ngon đấy, thế là chính tỏ là chiến thuật này cũng dễ đấy. Em tiện tay múc cho anh một tí nước đấy. Thế là được một con đầu tiên. Đây không phải là cái con vừa lấy anh vứt đi đâu, bởi vì là trong một đàn này của nó sẵn có lắm. Thôi thả nó đi, mình chỉ bắt cá cờ thôi. Ôi trời, từ. Đây, một con cá cờ đây các bạn này. Một con. Lại báo cá tiếp à? Ôi, lại được cái con cá sộp nữa này. Ôi, một sộp này. Một rô này. Đây đây, lại được con cá cờ nữa. Thế được hai con, thì lại được hai con này. Em bỏ anh cái xô đây. Đây, nó ở ngoài tự nhiên này. Cậu mình nghe có vẻ cái màu nó hình như nó có vẻ nó đẹp hơn hay sao các bạn? Nó đẹp hơn mà. Đây. Thôi còn con này thì ta thả mày đi nhá. Thế chính tỏ cái thùng này có cá sộp đấy. Có nhiều cá sộp đấy. Ghê chưa? Đi đâu đây? Đi được đâu à? Con gì đấy? Ui ôi, lươn á? Ôi nhỉ, các bạn này, lươn con này. Ê, lươn con này. Lươn con này có lấy không nhỉ? Cứ lấy về để thả vào cái thùng ấy kìa. Thùng. Ui ui, nó nhảy lên. Ê, nó nhảy ghê như này. Phi như điên luôn. Làm gì đây? Làm gì đây? Anh ơi, lươn này. Đây, đang bắt cá cờ đây. Lươn này, ôi, đổ ra, vết đấy. Thôi, ao này ao của quế rồi, không máy được đâu. Em bây giờ em kéo bèo dịch vào, xong bắt đầu rút. Anh có cờ đây. Ơ, có được hai con. Kiểu vẫn cứ rú rú theo kiểu bắt theo kiểu rú rú này. Cá cờ. Cờ này còn đùa mắt mũi đến nỗi nào đâu. Anh em đi về đi nhá. Vợ chồng tớ đang bận bắt cá đây. Lại được con nữa rồi các bạn. Lại được con nữa đó. À ừ đây.
Đây 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 rồi. Ba con cờ, hai con nương. Hay đấy, nhìn đấy, anh kéo kéo dịch vào cho em nhé. Hay không cần. Sẽ sẽ thôi, không là nó sợ là nó chạy đi đấy. Ồ, từ nãy giờ tỷ lệ vợ mình bắt được còn nhiều hơn cả của mình luôn các bạn. Wow. Mình chơi bài này sợ hỏng sàng, đâm ra cho nên là không có được nhiều. Đấy, cứ rũ rũ ra, may ra thì có. Chứ rổ thì nó dễ hơn các bạn. Hói. Không được. Ngày này được đồng một con sộp thôi. Ôi, chính tỏ cái đàn sộp này nó vẫn quanh quẩn ở đây nhiều lắm các bạn ạ. Ấy, lại là sộp. Chỗ kia là nó bị động nước rồi các bạn. Động nước rồi là nó dễ di chuyển đi. Mình phải di chuyển dịch ra cái khu vực này một tí. Sâu hơn á. Có anh ở đây rồi, không sợ chết đuối đâu. Ồ đúng rồi, đoạn này hơi sâu, sâu hơn. Có không? Có không, có không? Báo cá đi, báo cá. Chưa thấy gì? Không có. Bỏ đây anh trỏ cho một trỏ này nè. Ui, trốn thế. Tí nữa vỡ mồm. Ây da. Ây da. Rắc 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 rắc. À có một con. Anh nhìn thấy một con đây rồi. Ê, con này thì hơi bé. Con này thì hơi bé nhưng mà có. Đây. Một tên. Đây, được một con. Không, không nhiều như thế đâu. Lại là sộp nữa à? Đâu đâu? Đây là con cá rô. Con rô với con sộp không phải cá cờ. Thôi thả nó ra. Hứng ở cái mũ bảo hiểm trôi trôi đấy cho lắc lắc xem nào. Cá nào cứ hay dựa mà cứ giống cá cờ này mình biết rồi. Đâu? To lắm. Con gì, con gì? To lắm, con cá cờ to lắm. Ôi, khiến cả ông đá lên đây xem nào. Cái làm tôi giật cả mình à, đâu đâu. Đâu xem nào. Ôi, ôi. À ư nhỉ, ui hai ba con rồi, ui để biết ngay mà. Đây đây đây, em ơi, đây đây, hai con luôn này. Cá cờ, đây các bạn nhìn này, cá cờ ở ngoài tự nhiên nó đẹp hơn này. Nó đẹp dã man, đẹp tàn bạo luôn. Hả, đây các bạn nhìn này. Nó đẹp hơn này, được hai con. Đấy, cái giống cá cờ này nó hay rúc mà. Cứ đổ ra, đổ hẳn ra ngoài, cứ sợ gì. Làm gì có gì đâu mà sợ. Hey. Ba ba à? Không có, ở đây không có ba ba đâu. Mà có mình nhiều khi mình không biết được. Thôi, nếu không có thì thôi. Anh biết ngay mà, thế nào ở dưới cái mũ nó cũng có mà. Chú giật mình như thím mày bảo, ui to lắm. Giật mình luôn. Hay đấy. Thằng Bo lấy cào không? Đây. Đây, mang cào. Cào phải lưa lưa nhẹ nhẹ, đi vào thì nó mới không bị phi ra. Bảo tôi chơi. Đây đây là một chiếc rổ nữa. Ô như thế nó phi ra đấy, cá cờ nó phi ra. Phải dùng rổ này em ơi, phải dùng rổ. Ui mẹ này nhiều thế, là mẹ này thật ba con luôn các bạn này. Bốn con à? Ôi đấy, thế này lốt cái chỗ kia nữa để anh bắt lốt vào. Từ từ đừng dùng sàng nó nhé, dùng sàng nó ra hết đấy. Ui mẹ này được ba bốn con liền này, ba con liền. Bốn con này cả, ui bốn con, cả một con cá rô là năm con này. Eo. Ngon đấy. Đây. Ấy hai con này. Đây hai con nữa này. Wow. Em nhẹ nhẹ thôi, không là nó ra hết, giống cá cờ nó tinh quái lắm. Rồi. Rô thì không có lấy. Nào. Bây giờ nhá, anh lừa lừa anh kéo cái kia vào, em chờ sẵn cái rổ ở dưới. Nào. Đây. Rồi. Đấy, thế rũ luôn. Đón luôn ra phát rổ ra phát nữa. Đấy. Ngon đấy. Nào, xem có may mắn như mẻ vừa lễ không nào. Có bị động một cái, cứ bị động một cái là nó khó ngay. Không có con nào. Chơi tiếp ở cái mẻng beo này nữa đi. Rồi. Đấy, nốt mẻ này nữa là thắng thua vui vẻ. Thế là quá ok rồi. Hào lắc. Cái giống này nó dựa ghê lắm mà. Có không? À có. Có đây rồi. Thôi, thế là ngon rồi. Đây.
Đây để lên anh bới, lên anh bới. Con cá rô thì nó vẫn còn ở đây, nó không ra các bạn. Được thêm con nữa này. Ấy, đây được một thêm một con nữa đây này. Ê, đẹp đấy. Rồi thôi thế thôi, bắt thế thôi em ạ. Ừ thôi thế thôi, biết đủ cuộc sống sẽ hạnh phúc. Thế thôi là về. Cơ bản hôm nay được hai con nương thế là thích rồi. Đi. Rồi về, về để thả. Vẫn là vâu ra đón anh Long nhỉ. Anh đi đâu về vâu cũng ra đón luôn. Sướng nhất mỗi trẻ thôi. Ăn no rồi giờ lại tắm mát trẻ nhé. Có gì sướng bằng trẻ không? Thảo nào không chịu đi là phải thôi. Để mình đổ ra cho các bạn xem nhé. Ôi đúng là nhìn con nưa này trông giống như con giun luôn đấy các bạn. Cái nước ở ngoài thùng này nó có bèo mà. Nước nó trong veo luôn các bạn. Ý, ghê chưa là lươn đấy. Trời ơi. Ghê chưa. Được. Thắng hay thua là mình vẫn cứ thả hai con lươn này vào trong này các bạn nhá. Thả vào trong này nếu như mà có cái gì thì các bạn thông cảm cho mình. Chắc chắn là nó sẽ thể nào nó cũng ngoằn, nó đục nước lên thêm một tí nhưng mà không sao cả. Ý, lươn ngoài tự nhiên, cái thùng này thùng nhiều lươn mà. Nhưng mà mấy khi người ta bắt được đâu. Lươn con đấy. Còn xem được bao nhiêu con cá cờ nhỉ. Mình quên chưa đếm thế nào. 2, 4, 6, 8, 10. Đúng 10 con luôn. Đây các bạn nhìn này, cá cờ ngoài tự nhiên này. Đấy, màu nó sặc sỡ hơn hẳn luôn nhỉ. Đấy, đây. To phết này. Rồi, rồi để mình thả nó vào đây nhá. Rồi vào đây đi. Để xem mai ngày kia mình xem cái tình trạng của con nương này nó như nào để mình quay cho các bạn xem. Ấy, nhìn này các bạn nhìn này. Ui, nó rúc này, ấy, rúc này. Đúng bản năng chưa, rúc chưa, nhưng mà hơi bị cứng đấy. Trông như con rắn ấy đúng không? Ai mà đến đây mà nhìn con nương không vẻ đấy, các bạn nhìn này, nó bắt đầu nó rúc đầu rồi này. Con này mới bắt hả? Con nào mà nó sáng màu hơn là con này mới bắt. Không, con mới bắt về nó không theo tay mình ra ngay như này đâu. Nhưng con theo tay mình ra này là con nuôi lâu rồi. Ui, nó đùn lên các bạn này. Tôi chết tôi rồi. Ui, chết rồi, Hương ơi. Chết rồi, nó đùn hết lên rồi này. Đây các bạn nhìn này, đùn. Ui. Đâu rồi nhỉ? Khó nhìn nhỉ? Đây đây các bạn này. Nó bị tung coi như là cả dê của tôi lên rồi đây này. Chết rồi. Đây này, đây mình là cái con mới mang về đây này. Đấy, nó giúp đây này. Đấy, con mới mang về bao giờ nó nhát hơn. Uầy, lươn này nó đang trườn này các bạn này. Khó nhìn nhỉ, nó đang trườn đi này. Ôi, con sót à? con sót. Xin lỗi mày nhé. Ôi. Uầy, con lươn nó đang trườn ở dưới này. Nó cậy tung hết lên rồi các bạn. Nhưng mà thôi không sao. Không sợ. Đây, con này mới về nhát ơi này nhát luôn này. Rồi có lẽ thì một cái niềm vui của cái video ngày hôm nay đến đây thì Long cũng xin phép là được kết thúc các bạn, để mình đi rửa giấy rồi thì cơm cháo thì cũng muộn rồi. Xong cái video này thì ngày mai là mình với Quế là một con đường đi đến miền Trung. À thông báo với em, anh với lại chú Quế chuẩn bị đi vào miền Trung gặp người yêu nhá. Thì em ở nhà nhá, ở nhà chăm chim cho anh.